Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với tựa game Tiểu Yêu Tâm Đạo nào anh em ơi. Vẫn là lựa chọn một số cái gói nhé. Và anh em thể nhìn thấy là cái sự kiện đâu nhỉ? Đây, cái này này. Đại hội luyện khí này. Thì tí nữa mình sẽ để vợ mình ra hướng dẫn anh em cách chơi. Đấy, bởi vì vợ mình bảo là cái gì chơi này giống trò 2048 gì đâu, mình thề mình không biết luôn. Nhưng vợ mình có cái mẹo gì hay á, tí nữa thì vào cái hoạt động đấy mình sẽ để vợ mình ra hướng dẫn nhé. Ai giời, những ngày tháng nằm ở nhà trên giường gọi là chơi 2048, không ngờ trong Tiểu Yêu Tâm Đạo cũng có một tựa game mà giống y hệt. Hôm qua mình đang nằm mình bảo là em ơi, em có muốn chơi một trò giải trí không? Ở trong này có một trò giải trí mà anh chơi nó không thấy hay hay. Thế vợ mình bảo ôi đúng trò em chơi rồi, cày ác luôn. Thế là vào oánh cứ nhói nha. Với cả có một số cái mẹo gì đấy mà mình làm lúc đầu còn sai. Thế là bà đi bà sửa lại các kiểu. Ui, thì nhiều điểm phết. Tiếc mỗi cái là sự kiện nó gần chuẩn bị kết thúc, lúc đấy là tầm 9 giờ tối. Thế thành ra là nó không chơi được nhiều. Đấy, không chắc để vợ mình chơi chắc được điểm cao đấy. Ảo ma Canada thực sự luôn. Ồ dê, và ngày hôm nay thì cũng có cái sự kiện về luân hồi tinh quái nhá. Thôi được rồi, để vợ mình hướng dẫn anh em cách chơi gọi là cái sự kiện đại hội luyện khí này trước nhá. Sau đó thì mình sẽ vào mình chơi cái luân hồi điện. Cái trò này nó khá là dễ, giống như kiểu 2048 mà mình thích chơi 2048 lắm, nên là mấy cái trò này mình chơi được. Đây nha. Miễn sao là mình cứ dồn nó lên trên một hàng thôi, đừng để nó đi ra nhiều hàng. Xong rồi nó bị những cái số 1 này nó xen vào giữa những cái số to ấy là mình sẽ bị thua. Đấy. Đơn giản mà, ai chơi 2048 rồi thì đều biết, chỉ có chồng mình không chơi. Đây mọi người có thể nhìn mình chơi nha. Mà dù thì mình cũng không phải là giỏi lắm đâu, nhưng mà mình biết chơi thôi. Biết chơi hơn so với chồng mình thôi. Anh ơi, chơi đến bao nhiêu thì nó hết, nó cứ ấy thôi à, nó không cần phải giới hạn đúng không? Đấy, khi mà bị bốn cái như này này là mình bắt buộc phải vuốt xuống nhá, là nó sẽ bị có những cái nhỏ vào trong ấy. Đây, ví dụ như cái này nó rơi vào đây rồi này. Đấy, thì mình lại phải phá. Ô, mình không vuốt được nữa, mình hết thể lực rồi mọi người ạ. Bây giờ mình phải mua cái này thôi. Số lượng 2 đi. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục chơi. Đấy, có thể lực lại chơi được rồi. Mặc dù chơi thì cũng không thông minh lắm đâu, nhưng mà gọi là biết chơi hơn một tí rồi. Bốn rồi này. Đấy, tại vì nó vướng một cái ở trên à. Mình phá nó thực ra. 5, 6. 6 nó mắc ở đây. May quá. Còn mình có 4 cái, dùng cả 4. À, mỗi một cái chỉ có 15 thôi. Đấy, em muốn là nó phải. Bây giờ chúng ta là 4. Chết thua mất rồi. À đây, may quá. 6, 7, 8 ghép với 6. Đấy, phá được rồi. Đấy, hãy cho cái này lên trên. Rồi. Được luôn. Thế gần như mình phá được hết rồi đấy, nên bây giờ nó sẽ dễ hơn rồi. Thỉnh thoảng nó sẽ bị mắc một cái đâu đấy là bị xét kẽ cái bé vào thôi. Đấy, rồi 6 rồi. Lại hết thể lực, đang vui đứt dây đàn. Hết thể lực mất rồi mọi người ạ. Thôi, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha. Bye bye. Rồi, anh em thấy Wax Slack không? Cũng ra gì vào này nọ đấy. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phải làm một số những cái tiên hữu đã. Tránh trường hợp để nó đầy rồi nó không cộng thêm nữa thì hơi lãng phí nha. Với cả trong lúc chờ đợi thì mình cũng sẽ vào để all in ở trong cái phần phúc địa cái đã. Cho nó auto chuột tí anh em ạ. Ôi, cái nào mà không có cái nào để lấy được cái này. Ok kìa. Ít vậy. Holy shit. Ảo ma Canada thực sự. Phúc địa. À, thủy thủ ban phúc, quên. Vận may hôm nay là cái gì? Thần thông á. Sự kiện tinh quái, vận may là thần thông. Luân hồi điện thì hôm nay là tinh quái rồi anh em nhá. Chắc chắn là với cái số vé chiêu mộ tinh quái này của mình thì cái dân hồn chú này là mình có thể lấy thêm được một em tinh quái đỏ nữa, là ít nhất ở trong cái phần tinh quái tùy chọn anh em ơi. Thu hút mạnh nào. Rồi. Sakalay tục tiệp. U là trời. Lôi công anh em ạ, nhìn từ quỷ tướng nhưng không phải, đấy chính là lôi công đấy.
Hy vọng rằng là có một em quỷ tướng thì trong cái phần tinh quái đỏ tùy chọn thì mình sẽ có thể lấy được một em khác, ví dụ như là tiểu long nữ. Ôi giời. Ôi giời. 33 lần. Ôi giời. Ui giời ơi, thủy quan đại đế anh em à. Chán thế nhở. Anh em ở trên né thì vui nhưng mà mình mình né cóc cần nữa. Ảo thật đấy. Cho em nào đỏ khác đi. Quỷ tướng đi please. Quỷ tướng đi. Quỷ tướng đi. Quỷ tướng đi. Ok, hộ pháp thiên thần cũng được. Tạ. 28 lần nữa. Lại tiếp tục có một em tinh quái đỏ. Lần này sẽ là em gì anh em ơi? Em gì? Holy shit. Phạc men. Ở tam nhãn trên quân này. Để dành chơi phản công anh em ạ. Tiếp tục. Ôi giời ơi, ra toàn mấy cái em quần què gì nhở anh em nhở. Hôm nay kiểu gì vậy? À, có liễu đạo chân luôn này. Ồ, có bảo ký các chủ rồi anh em nhá. Em gì đây anh em? Hát này nữa thôi là mình sẽ có thêm một em tinh quái đỏ nữa này. Em gì? Ui dồi ôi, phù tang, tam nhãn chân quân. Ủa ôi, ngon này. Perfect đấy anh em ơi. Ghê gớm đấy. Ngon lành canh đào đấy. Để mình xem full mốc chưa nhá. Luân hồi điện này. 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Ô, vẫn còn thiếu à? 322. Ờ đúng rồi, hình như vẫn thiếu. Mình chưa xả đủ hết ấy. Thôi làm vòng nữa đi. Cho quỷ tướng là ngon này. Vòng nữa đấy. Ê à. Ê à. Oh no. Oh no. Phát nữa anh em ơi. Quỷ tướng đi. Ờ. Lần này nó lại ra đúng tinh quái cam mới đau chứ anh em. Buồn thế nhở. Luân hồi điện đây rồi. 8 cái dân hồn chú này. Ok. Ok la nhá. Rồi. Xin luôn. Rồi bây giờ vào check tinh quái này. Em này thì nâng cấp luôn này. Ui giời, mấy cái em cùi bắp này thì thôi để dành để làm mấy cái nhiệm vụ nâng cấp anh em ạ. Hộ pháp thiên thần chưa đủ để nâng cấp nhỉ. Em này thì cũng tương tự này. Có em nào mới không ta? Đây này, có hai em mới. Ghép. Thủy quan này. Bảo khí các chủ này. Ấy, tuyệt vời. Dùng để đi đánh dị thú xâm lược rồi. Bây giờ mới có bảo khí các chủ. Buồn thực sự luôn ạ. Thế thôi, còn mấy em kia thì dùng để nâng cấp. Để dành làm nhiệm vụ nâng cấp anh em nhé. Nâng cấp trong phần vận may ấy. Ok này. Cộng hưởng. Kích hoạt. Kích hoạt. Vẫn chưa có quỷ tướng anh em nhé. Thế thì thôi, trong cái tinh quái đỏ tùy chọn của mình, chắc là mình phải lấy quỷ tướng rồi. 45 mảnh à. Ủa sao 45 mảnh ta thiếu cái chỗ nào ấy. 50 mảnh cơ mà. À, vòng 2 thế. À 30 mảnh là được rồi à. Phải không. Túi càn khôn. 30 mảnh đào ngột. Quỷ tướng đâu? Đây 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 đây. Hình như 30 mảnh là được rồi. Quên đấy. Dùng luôn. Ok. Tinh quái. Triệu hồi tinh quái. Đấy đúng rồi, 30 mảnh mình nhầm. Mình cứ tưởng 50 mảnh mới được. Chăng là 30 mảnh là đã ok rồi anh em ạ. Cộng hưởng có thêm cái có thể kích hoạt được này. Tuyệt vời luôn. Thế thì bây giờ mình sẽ sửa cái bộ thần à, tinh quái. Đây đây đây, mình sẽ ra trận cái bộ này. Sửa đội hình một tí. Bỏ em này đi mà thay vào đây chính là em quỷ tướng. Xác nhận luôn. Đó. Hộ pháp thiên thần với cả đại minh vương đúng không? À, thực ra thì đại minh vương, để mình xem cái chỉ số của mình là bao nhiêu. 131% thì vẫn cần phải đại minh vương. Thế thì mình sẽ bỏ hộ pháp thiên thần đi anh em ạ. Còn trong trường hợp mà sau này khi mà cái chỉ số bạo của mình trên 200% rồi thì mình có thể bỏ em đại minh vương đi và thay hộ pháp thiên thần vào. Bây giờ thì sẽ rời trận em này và cho vào đây, đó chính là bảo khí các chủ anh em nhé. Ra trận luôn và nâng cấp đi. Đại minh vương, đại minh vương, đại minh vương. Ôi, hôm nay không ra một em đại minh vương luôn. À, có em này nâng cấp được này. Ôi, tuyệt vời, lên được level 10 luôn nè.
Ngon luôn, 28% HP sẽ được hồi nha. Để mình xem còn em nào trong cái bộ tinh quái của mình có thể nâng cấp được lên không nhỉ? Tân. Ok, thế cái bộ tinh quái chủ lực của mình là như vậy thôi. Hết rồi. Tạm tạm như thế nhá. Bây giờ thì đi chặt cây đã. Còn tí nữa khi mà yêu lực tăng lên một chút nữa thì mình sẽ đi đánh dị thú xâm lược nhá. Nhưng mà trước khi đấy thì do là cái yêu lực của mình nó vẫn na ná như ngày hôm qua thì mình sẽ đi đánh thử cho anh em để thấy là sau khi thay cái bộ tinh quái này vào thì cái chỉ số sức sát thương của nó gây ra sẽ là bao nhiêu nha anh em. Đấy, 4,89 ức. Trong khi hôm qua mình đánh được có 2,80 mấy ức thôi. Có khi lên được 3,01 ức. Thì hôm nay đã lên được tận 4,89 ức rồi. He, đấy là cho anh em xem về cái khả năng đi đánh dị thú xâm lược của mấy con tinh quái sau khi mình mới chỉ có chiêu mộ một tí cho vào trong đội hình đấy. Ngon lành cảnh đào ngay. Hôm nay thì có thêm một số những cái sự kiện mới này. Thiên đồ tì tự, tiên đồ tề tự. Ok. Ô. À, phải nạp à? Hay như thế nào? Gói hỗ trợ tề tựu số người tề tựu là cái gì? Đạo hữu mua gói tề tựu. Tề tựu rồi lại nạp à? Phạc men. Bỏ qua luôn. Quà huyền môn xem nào. Ui giời ạ. Lại nạp. Chán vậy. Buồn thực sự luôn ý. Ê, tưởng sự kiện mới hóa ra là chẳng có gì hot cả anh em ơi. Ok, thì ngày hôm nay thì sự kiện luân hồi điện anh em nhớ xả đi nhá. Và lấy thêm một số tinh quái cần thiết cho đội hình của mình. Là nó sẽ ok thôi. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hơn về tựa game tỉ yêu tổng đạo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.